Em xin chào các bác ạ. Hôm nay em lại về được một ít loa rời nữa này, cặp loa bass Vivay mà màu nâu đất ha, và một ít chép rời bass rời này. Tin em sẽ đi đến cái đống này trước ha. Đây là những cái con loa chép lông mít này. Đây, đây. Thì đến cái những loa chép còi trước đi ha. Đây là chép còi của Mexico. Đó, Mexico em đang có hai cặp, về được hai cặp nữa ha. Đó, hàng đẹp, hàng xịn sò luôn. Đây là chép còi nha, siêu chép còi. Con này ra tiếng cũng tương đối là khá nhuyễn. Đây, dòng mà dòng tháo trong thùng ra này. Đây là chép còi chứ không phải là chép hàng Việt Nam hay là hàng mới của siêu thị đâu nha. Đó, hàng này hàng xịn của bên Mexico tháo thùng ra đấy. Nó có tên này, Motorola Mexico. Đó. Đây này, Motorola. Còn nó có nhiều con, một con để Mexico và con không để. Hoàn toàn là hai cái giống nhau. Đây này. Đó, em đang có hai cặp. Đây là chép còi ha, còi này tiếng kêu đá lắm, kêu rất là khác bọt so với lại những cái còi của hàng Việt Nam mình, nó hoặc là còi của hàng Trung Quốc, hàng mới đấy, hàng đẻo đấy. Đây, còi của hàng xịn này nó có những cái mã số ở đây. Đó, Motorola ha, còi hàng xịn này, anh em để ý này, nó cái chữ Motorola này. Đó, hàng xịn bao giờ nó cũng có cái chữ này ha, và cái logo của Motorola đó là nó có hai cái chữ A trổ lên. Đây, đó, Motorola còi xịn ha, Mexico. Đây, cặp còi này em bán 400 ngàn một cặp. Đây, còn còi xịn dành cho nghe nhạc hoặc là hát karaoke đều được ha. Nếu mà quý vị hát karaoke có thể gắn một con tụ cản 1.5 vô là hát karaoke là vivo luôn, tiếng xì rất là nhuyễn. Đó, còi này 400 ngàn một đôi ha, em đã có hai đôi. Ở bên đây nữa là một cặp loa chép của CBL. Đây, chép này nó có một cái có tem và một cái mất tem rồi. Nên này, em đang có hai cặp y như vậy. Đây, một cặp và bên đây một cặp tiếp. Đây, em lấy hai cặp ha. Trong đây này, trong đây một cặp nữa này, em sẽ bóc ra cho quý vị xem bên đây. Đó, hàng này hàng vừa vừa tới luôn, em bóc ra. Đây này, còn còn chép kèn của CBL. Đấy, mất tem hết trơn rồi, chỉ có một cái còn tem thôi. Đó, em về được khoảng 3 cặp, 4 cặp như vậy. 3 4 cặp ha, chỉ có một cái này còn tem thôi. Đây này, em lấy một cái còn tem để em quay cho quý vị xem. Đó, CBL ha. Con này hàng xịn của Mỹ, USA này. Đó, chưa về hát karaoke. Đây là chiếc JBL này, 4 đến 6 in 2 way gì này, dành cho loa 2 way, chờ khá là 4 luôn, công suất là 60W. Đó, JBL ha. Đó, nó chỉ có 60W thôi, nhưng mà nó không phải là yếu hay là nó không phải là kêu nhỏ hay là tiếng không hay đâu. Thực chất là nó chỉ 60W như vậy thôi, nó ghi như vậy thôi, nhưng mà kêu tiếng rất là to ha, kêu tiếng rất là bự. Đây, còi của JBL này, cặp này mất tem. Đó, mất tem ha, em bán giá mất tem 3 triệu cặp. Nó bình thường nó phải hơn cái giá này. Đây, em bán 3 triệu một cặp ha. Con này khá là hay. Đó, còn là coi kèn này, kèn của JBL xịn, đang đang xoáy này. Con này đây, nó còn có cái họng của nó nữa mà không có họng ha. Đó, anh em về muốn chế sao chế không có họng này. Ở giá là 3 triệu ha. Đây là cặp kèn của JBL. Đó, JBL đây. Em đã có hai cặp. Rồi giá là 3 triệu một cặp ha. Bác nào mua thì em sẽ giao những cái cặp mà không có tem. Nó không có tem như cặp này này. Đó, nó không có tem ha. Đây, chỉ có một chiếc kia nó có tem thôi. Em lượm được một chiếc nó chỉ có tem thôi, còn lại là không có tem hết. Còn đây là những cặp loa mid. Loa mid này cũng là của JBL này. Em tháo ra quay cho anh em xem những cặp loa mid này, khá là gấu. Đó, loa mid đây. Loa mid này nó nằm trong model JBL L7 hoặc là JBL 100T. Đó, hai model đó ha. Này, loa mid đó này. Gần hơi nhanh, bởi vì gần của cái dòng này là đa số nó nhanh hơn trên, nó không có cặp nào mà nó còn liền hết này, nhanh hơn trên, nó nhanh hơi nhanh nhanh một tí thôi, còn là hoạt động bình thường và kêu rất là hay, zin xịn 100% ha. JBL đây, model này 750G, made in USA, nhập xịn của Mỹ. Đây là dòng loa chung ha, loa chung hay còn gọi là loa mid đấy. Đây, cặp này giá 1,2 triệu, em đang có hai cặp, 1,2 triệu một cặp ha, đều giống nhau này. Đó, em sẽ bỏ ra một bên. Đây, một cặp tiếp. Đó, một cặp này cũng vậy. Đều giống nhau cả. Đó, nó hơi bụi, hơi bẩn một tí thôi. Cái này lau chùi đi nó sẽ sạch sẽ ha. Tại vì bên kia gỡ về nó hoàn toàn là dính bụi bẩn hết. Cả về sườn loa là sườn gang đúc nè. Anh em có thể để ý là đúc. Đúc giống như là chuyên nghiệp, đúc nó nhìn cái chỗ sườn nó đủ biết là cái độ cứng cáp nó rất là nhiều. Đó, sườn là sườn gang và khung gang luôn, toàn gang hết ha, gang đúc, sườn gang đúc này. JBL đây.
hàng xịn của Mỹ, 1,2 triệu một cặp ha. Em đã có hai cặp này đó, bán 1,2 triệu một cặp. Về anh em chế cháo hoặc là chế thành loa mid karaoke là bá đạo luôn, tiếng ra cực kỳ hay. Loa mid của JBL ha, đây là dòng loa JBL cao cấp đấy, 1,2 triệu một cặp. Em đã có hai cặp. Còn bên đây một cặp chép này, cặp chép này cũng là hàng của Mỹ xịn này. Đó, anh em có thể để ý ha, cái cổ từ nó bằng nó màu trắng, màu trắng rất là khôn này. Đó, màu trắng rất là khôn ha, hít chặt cực kỳ chặt luôn, không có họng. Đây là dạng đen xoáy, không có họng ha. Đó, không có họng. Cặp này bán 3 triệu cặp. Đó, 3 triệu cặp ha. Ở đây nó có những cái cộng, đây là dấu cộng này, bên đây là trừ này, đó, trừ đây. Con này nó nằm trong model gì cũng không biết luôn, chỉ biết là hàng chép chép kèn của Mỹ thôi. Đó, con này cũng tương đối là khá to đấy quý vị. Con cũng tương đối là khá to và tiếng cực kỳ hay đó. Con này bán 3 triệu hay một cặp của nó đây. Đó, cặp kèn này to không? Chả bá lửa luôn này. Đó, rất là to ha, từ màu trắng. Nó con này anh em về hát karaoke không hay là không có tiền, xứng đáng đồng tiền luôn, kêu rất là to. Về mình mua cái họng đen xoáy vặn vô là được, bởi vì kích cỡ họng này tất cả các đồ chép ha, nếu mà họng đen xoáy là chỉ có một kích thước thôi. Đó, nên mình cứ ra tiệm mình kêu mình nói họ bán cho một cặp họng đen xoáy là họ bán thôi, chứ không cần đo kích thước đâu. Bởi vì tất cả các loại chép chỉ có một kích thước chung là một thôi. Đó, cặp này 3 triệu ha, 3 triệu một cặp này. Khủng bố luôn, nặng lắm, rất là nặng. Đây là một cặp loa chép Nhật. Loa chép này là hàng của Nhật ha, được tháo trong thùng loa karaoke của Nhật ra, nó còn cả miếng chặn loa chép bên ngoài này. Loa chép này chép 24, hàng của Nhật xịn quý vị ha. Cặp này bán 400.000đ, chuyên hát karaoke. Nó con chép này nó hay như là chép BMB của Nhật xịn đấy. Đó, chép BMB ha. Đó, nhưng mà con này không phải BMB đâu, nó chỉ là cái dòng nằm trong tháo xung thùng loa khác thôi. Cầm này bán 400.000 ha, chép xịn này của Nhật. Đó, còn cả miếng chụp nữa, rồi giá là 400.000 quý vị ha. Đường kính là 10 cm. Còn đây là một con chép của Pioneer. Chép này Pioneer hàng của nghe nhạc ha. Đây là một cái logo Pioneer này. Và từ 7 màu. Còn về bên mặt phía trước là một trang bị một cái màng lụa. Đó, chép này chép đom màng lụa ha. Đó, cặp này giá 700, hàng còn nhiên xịn và hoạt động bình thường hoàn hảo. Đó, con này nghe nhạc rất là hay, tiếng tia ta tít tắt luôn. Rồi giá là 700.000 cặp này ha, chép Pioneer. Hàng của Nhật xịn đấy, là Pioneer này, à, anh em để ý ha, một cái hai cái sừng trâu của logo Pioneer này. Đó, hàng Nhật xịn ha, rồi giá là 700.000 cặp này. Đó, còn những con này nữa này. Ồ, con chép này đã quá, Sonic. Chép này chắc cũng mới xịn ha. Em đã khui, em sẽ khui ra một cặp nữa. Đây, cặp này của nó này. Ôi, trời, khủng là nặng chịch đấy quý vị ơi. Cầm lên nặng chịch luôn đấy. Rất là nặng. Đây, một cặp Sonic này. Nhìn cái tem nó khôn không? Cái tem nó sần sần xuôi xuôi, khôn ghê ha. Đó, chép Sonic 2375 Titanium. Đó, con này con Titanium ha. Một cái chép tương đối là khá sáng, tiếng khá sáng luôn. Đó, Sonic này, Titanium. Titanium cứ nghĩa là cái màng của nó đó, quý vị. Đó, đây là cộng này, bên đây là trừ, cộng nó có cái màu đỏ đây. Còn về phía mặt trước này, có tem thông số ha, em sau cái tem coi. Là 16 ôm. Là 16 ôm, có nghĩa là con này được tháo trong thùng loa đôi ra. Chép đôi ra 16 ôm này. À, con này cũng vậy 16 ôm. Đó, hai con đều 16 ôm ha. À, đít này. Xịn sò, khá xịn sò luôn. Cũng là một chép họng ren xoáy. Đó, đẹp. Keng luôn quý vị này, nó đẹp keng ha. Cặp này về anh em có thể hát karaoke hoặc là chơi ngoài trời là bao đâm luôn, bao hay luôn. Đó, hát dữ dàng luôn ha, tiếng ra bay lắm. Hoặc là mình mua về mình không thích kèn, mình không thích cái họng của nó, mình cứ để như vậy. Mình đánh nó cũng vẫn là tiếng bình thường ha, nó vẫn là tiếng bình thường. Đó, con này cặp này giá 4 triệu một cặp. À, 4 triệu một cặp ha, về anh em mua họng vô hoặc là để như vậy cũng được. Này nhìn thấy chất không? Là 4 triệu nó sẽ cho ra chắc là 4 triệu ha, xứng đáng đồng tiền luôn. Đó, còn không nó về mình gắn họng vô, bắt đầu có họng xoáy rồi mình có thể gắn vô ha. Đó, 4 triệu cặp này, hàng đẹp keng, mới tinh và bao nhiêu xịn 100%. À, rất là mới quý vị này, đó thấy không? Đó, rất là mới ha. Rồi 4 triệu cặp này. À, ở đây còn một cặp nữa này. Ồ, đây là cặp Nhật. À, cặp là chép Nhật. Em sẽ khui ra luôn. À, chép Nhật là chép của JVC. JVC Japan, hàng Nhật xịn ha. Con này cũng vậy. Đó, con này cũng vậy nè. JVC, hàng của Nhật xịn. Đây, với Japan đây. Đó, hai con đều như nhau, 6 ôm ha. JVC này. Đó, cặp này bán 1 triệu. Đó, cặp này bán 1 triệu ha.
con này khá là gấu và cái họng của nó bằng 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 gang, cái miếng này của nó bằng gang quý vị ha. Còn bên trên là một cái màng titanium, đây, chép này chép titanium ha, cái màng nhôm này đánh khá là nét. Rồi cặp này giá 1 triệu ha, đây này nó như thế này nè quý vị, nó 1 triệu đồng một cặp này. Và cuối cùng nữa là một cặp bass Freeway, đây là dòng loa bass 40 cho loa full ha, cũng là chuyên hát karaoke đấy, mà màu nâu đất này. Đợt trước em cũng về được 1-2 cặp bán hết trơn rồi, cũng rất là nhiều bác chặn về cái cặp loa này. Đó, hôm nay em về thêm một cặp nữa, chung với lại những cái lô loa chép này này, em về thêm một cặp nữa ha. Đó, màn số này, từ này, xương này, con loa zin hết, zin 100%, zin hoàn toàn 100% ha. Đó, anh em mua về hát karaoke đi, hay lắm, rất là hay. Con này cũng vậy này. Đây, đây nó có một cái mã số ở đây này. Đây là dòng loa Freeway quý vị ha, Freeway 340. Con này tiếng kinh khủng luôn, tiếng kêu rất là to, la làng cả làng nghe đấy, cả xóm nghe luôn. Một cặp này của nó tầm khoảng 10 mấy triệu quý vị, 10 mấy triệu ha, cả thùng cả phân tầng cả chép luôn tầm khoảng 10 mấy triệu đấy. Cặp bát này em vẫn bán giá cũ ha, là 5 triệu đồng một cặp này. Đó, Freeway 340 này giá là 5 triệu ha. Em vừa lên sóng một số đồ loa bát chép rồi, các anh chị quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781, em ship hàng toàn quốc ha. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.